nữ nhân tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Cung Tốn, mạng tăng đố mộc, cây dâu, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, bạc cửu thiên huyền nữ đổ mạng. Nữ nhân tuổi Quý Sửu là người có bản chất hòa nhã, lịch thiệp, dễ gây cảm tình với người xung quanh. Can quỷ hợp với nữ phái, thân không vất vả khổ cực, nhưng đa phần nặng về tình cảm nên khó thành công trong bước công danh. Nếu gặp được người phối ngẫu có tài làm ra tiền của, bạn lo việc gia đình thì hoàn toàn phù hợp. Nếu phải chen lấn ở chợ đời, nên chọn các ngành y dược, hương liệu, mỹ phẩm, chế biến sẽ dễ thành công. Đa phần sớm có sự nghiệp và dễ ổn định để phát triển nếu có mối lương duyên hợp thuận. Nếu không thì vào trung vận cũng được vững vàng từ sự nghiệp đến gia đình. Có thể nói nữ nhân tuổi Quý Sửu khi lâm vào khó khăn khổ cực vì được nhiều người giúp đỡ bởi tính nết ngay thẳng hiền lành, ăn ở có phước đức. Hậu vận cuộc sống nhàn an, phú túc và tùy theo bản mệnh có người phải cô độc vì hiếm con. Nữ nhân tuổi Quý Sửu hưởng thọ khoảng 66 đến 73 tuổi, có thể tăng hoặc giảm kỳ tùy thuộc vào cách sống của mỗi người là sống tốt hay sống không tốt. Đường tình duyên của nữ mạng tuổi Quý Sửu. Khó tránh khỏi 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên nếu như nữ mạng tuổi Quý Sửu sinh vào những tháng 3, tháng 7 và tháng 12 âm lịch. Nếu như sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 thì cuộc đời của bạn chỉ phải trải qua khoảng 2 lần thay đổi mà thôi. Tuyệt vời nhất là nếu như bạn sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 âm lịch thì đường tình duyên cực kỳ êm ả, không sóng gió cũng không thay đổi lần nào. Đối với người tuổi này, gia đạo khá êm ấm, hạnh phúc trọn vẹn. Còn về đường công danh thì lên cao khi vào trung vận, sau đó lại trở lại bình thường ở hậu vận. Nếu không theo đuổi công danh thì sẽ chuyển sang đường tài lộc và sự nghiệp. Tuy nhiên dù là khía cạnh nào thì cũng chỉ được vững chắc và tốt đẹp khi vào trung vận về sau. Vấn đề tiền bạc cũng được dư giả, cuộc sống nói chung là được lên cao ở mặt tiền tài, sự nghiệp cũng được vững chắc hơn và không lo lắng sụp đổ. Nếu như có ý định làm ăn kinh doanh hồn hạp vốn liếng với một người nào đó để buôn bán hay thành lập công ty, thì bạn cần phải xem người mình hợp tác có hợp tuổi để chọn làm ăn được thuận buồm xuôi gió hay không. Nếu như không hợp thì có thể mọi chuyện sẽ dẫn tới đổ vỡ phá sản. Tuổi Quý Sửu nữ mạng nên chọn hồn hạp làm ăn với những người tuổi Quý Sửu đồng tuổi, Ất Mão và Đinh Tỵ. Người ta có câu, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Hàm ý nói vợ chồng mà cùng nhau gánh sức thì việc gì cũng thành công. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng một phần, đúng khi vợ chồng hợp tuổi. Nếu như xem tuổi vợ chồng mà hai vợ chồng không hợp nhau thì cũng khó tát được biển đông. Xét về đường tình duyên, đường tiền tài danh vọng thì nữ mạng tuổi Quý Sửu nên chọn những nam mạng tuổi sau đây để kết hôn. Quý Sửu đồng tuổi, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi. Kết hôn với những tuổi này thì vợ chồng rất hạnh phúc, tiền bạc lại dư giả. Nếu kết hôn với một trong những tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Nhâm Tý thì nữ mạng tuổi Quý Sửu khó mà có được một cuộc sống trong giàu sang phú quý. Tiền bạc có chăng cũng chỉ ở ngưỡng trung bình, cũng không hẳn là rơi vào cảnh nghèo khó. Tuy nhiên vợ chồng vẫn hợp nhau về đường tình duyên, cho nên tình cảm vẫn mặn nồng. Tuổi này cần tránh kết hôn với những người tuổi Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần, bởi vì cuộc sống sau này sẽ khá là vất vả, tiền bạc thiếu thốn, vợ chồng thì lục đục về tình cảm. Về tuổi đại kỵ thì có hai tuổi sau là hai tuổi đại kỵ với tuổi của bạn, đó là các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất. Với hai tuổi này, tốt hơn hết là bạn nên tránh hợp tác làm ăn chung cũng như là kết hôn cùng. Nếu làm ăn chung với tuổi đại kỵ thì không bao giờ được thành công, thậm chí phá sản. Nếu kết hôn cùng người tuổi đại kỵ thì còn có thể nguy hiểm tới bổn mạng. Nếu chọn xuất hành vào giờ chắn, ngày lẻ, tháng chắn thì sẽ thuận lợi trong chuyện làm ăn, trong giao dịch về tiền bạc, không lo lắng bị thất bại hay thua lỗ. Diễn tiến cuộc đời theo từng năm của nữ mạng tuổi Quý Sửu. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, những năm này khá tốt đẹp về sự nghiệp và công danh, nhưng tài lộc và chuyện tình cảm thì có chút yếu kém hơn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, có nhiều cơ hội tốt để phát triển làm ăn, cũng có thể sẽ gặp hoạn tài. Có số phát triển chuyện tiền bạc và cuộc sống được hưởng sung túc, giàu sang. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này cũng gặp được khá nhiều điều may mắn trong chuyện làm ăn, tuy nhiên chuyện tình cảm lại sứt mẻ. Nói chung là cuộc sống không có nhiều cơ hội để giàu sang trong khoảng thời gian này.
từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, gặp xui rủi trong chuyện tiền bạc, sức khỏe theo đó cũng có phần hao tổn. Giai đoạn này bị người xấu lợi dụng và nghi kỵ đặt điều. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, có phước lộc, làm ăn phát đạt và bền vững. Những năm này có số tạo của cải và thu được nhiều điều tốt lành. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, có nhiều chuyện may mắn trong vấn đề tài lộc, làm ăn cũng thuận lợi, tình cảm cũng như là chuyện gia đình đều yên ổn. Nhờ đó mà tiền bạc và cuộc sống gặt hái được nhiều chuyện tốt đẹp. Từ năm 51 tuổi đến năm 53 tuổi, những năm này khá yên tĩnh, về cuộc sống thì khá đủ đầy, gia đình được sung túc yên ấm, con cái cũng có cơ hội phát triển đường danh vọng riêng. Từ năm 54 tuổi đến năm 60 tuổi, 54 tuổi cần cẩn trọng trong những giao dịch liên quan đến tiền bạc, kỵ việc đi xa. Sang năm 55 tuổi thì bổn mạng tương đối tốt, phát triển mạnh trong việc làm ăn. Đến năm 56-57 tuổi thì bổn mạng khá là xấu, đặc biệt là vào tháng 4, tháng 9 năm 56 tuổi, tháng 6, tháng 10 năm 57 tuổi. Nhưng hai năm này về phần con cái lại gặp nhiều may mắn. Đến năm 58-59 tuổi thì không nên có bất kỳ giao dịch lớn nào về tiền bạc, cần có sự giúp đỡ từ phía gia đình và thân tộc thì mới tạo cơ hội tốt cho việc làm ăn được. Đến năm 60 tuổi là năm cực xấu về bổn mạng, cần cẩn trọng trong tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11 theo âm lịch, tránh việc xuất hành đi xa, những giao dịch tiền bạc. Và quý bạn thân mến, luận theo lá số tử vi thì diễn biến các năm của tuổi này là như thế. Còn các sự việc có tuần tự xảy ra như vậy hay không, có chính xác tuyệt đối hay sai lệch như thế nào đối với bản thân quý bạn thì lại phụ thuộc vào nghiệp nhân quả, các hành động thiện ác mà chính bạn đã gieo trong những năm sống đã qua nữa. Về tổng quan, lá số tử vi của bạn có thể được tóm tắt như sau. Quý Sửu số cô như là tăng đố mạng mộc, cuộc đời ít lo. Mùa thu danh lỗi khó khăn, cuộc đời gian khổ phải lo tháng ngày. Mùa xuân sẽ mới vui tươi, thanh nhàn sung sướng cuộc đời lên hương. Số cô thuở nhỏ gian nan, tưởng đâu đã chết ngày nay đâu còn. Nhưng nhà nhờ đức ông cha, ngày nay ăn hưởng cuộc đời ấm no. Số này tự lập một mình, tha phương cầu thực gia môn an hòa. Họ hàng thân thích chẳng trông, cũng như giá lạnh đêm đông điều tàn. Lúc nhỏ chẳng đặng an nhàn, trở về hậu vận gia đình vui tươi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.